các bạn áo đỏ chào những người đang xem cái nào. Đấy. Chiêu quá chú. Đây là đội nữ Bắc Sơn 1 nha mọi người. Có phải Bắc Sơn 1 không? Ở điểm kết thúc thi đấu vừa rồi hình như là 25-16 và cũng diễn ra khá nhanh. Nhưng mà bây giờ mình vừa rồi đọc điểm xong quên rồi. 18. Vâng, kết thúc là 18-25 nha mọi người. Kết quả của sách đấu là Bình Gia giành chiến thắng. Khán giả đang rất đông. Cũng có người cho lên chỗ cũ, nhưng mà bên chỗ cũ thì khán giả cũng ngồi che mất một góc bên trái rồi. Thôi chúng ta ngồi khắc phục góc này vậy. Di chuyển khá bất tiện. Khán giả rất đông. Ở Dương Thị Duyên, đội Bình Gia đang tạm dẫn. Vâng, thưa toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với diễn biến của sách đấu thứ hai, cặp đấu giữa huyện Bình Gia và đội Bắc Sơn 2. Các vận động viên Bình Gia ở phía gần màn hình chúng ta đang theo dõi trong trang phục áo màu đỏ cam, và bên kia sân là đội Bắc Sơn 2 trong trang phục áo màu đỏ tươi. Ở sách đấu thứ nhất thì Bình Gia đã là đội giành chiến thắng rồi, điểm số là 25-18, và bây giờ đã đổi sân, Bắc Sơn 2 là đội phát bóng. Sách đấu đã bắt đầu rồi. Đây là diễn biến của sách đấu thứ hai. Bình Gia dứt điểm, không thể lọt được tay chắn của các vận động viên bên đội Bắc Sơn 2. Vậy là điểm số đầu tiên cho Bắc Sơn. Quả bóng này thì Bắc Sơn lại để bóng đi ra ngoài sau pha phát bóng vừa rồi. Tối à? Tối có lẽ là vì bây giờ đang ngược sáng, mọi người thông cảm đây. Cho tươi lên tí này. Này xem thì nó nhìn có vẻ hơi nhạt màu. Và lần này thì tới lượt Bình Gia pha bóng ra ngoài, đó là pha phát bóng của số 17. Điểm được cờ đều cho Bắc Sơn 2. Điểm số 2 đều. Điểm bóng trong sân. Điểm cho Bắc Sơn 2. Bắc Sơn tạm dẫn trước 1 điểm. Bây giờ điểm số là 3-2. Và cái trận bắn trắng tuyệt vời của các chàng trai áo đỏ bên trên sân. 4-2. Mặc dù số 9 của Bình Gia cũng đã có một tư thế vào đà rất thuận lợi, nhưng cũng không thể lọt tay chắn. Và điểm số cho Bắc Sơn 4-2. Cách biệt hiện này đang là 2 điểm. Cầu cho Bình Gia không thành công. Và đội bóng vừa rồi là của số 9. Điểm cho Bắc Sơn 5-2. Sau khi để thua thì Bình Gia đã phải xin lỗi ý lần thứ nhất của trận đấu này. Và thưa quý vị là khán giả đang đến cổ vũ rất đông đảo. Có thể nói là ở đây mọi người rất yêu mến môn bóng chuyền.
Thời gian hội ý đã hết rồi, hai đội đã phải trở lại sân để tiếp tục thi đấu. Vẫn là một đợt bóng trắng tốt nữa. Các cổ động viên Bắc Sơn đã có thể nói là thực hiện liên tiếp hai pha bóng chắn bóng thành công. Điểm được nâng lên 6-2. Vẫn là những điểm số cho Bắc Sơn. Cách biệt đã được nâng lên là 5 điểm. Pha bóng của số 9 sau khi anh có trước đó có hai tình huống đập bóng không thành công. Lúc này pha bóng đã xuyên trắng của đối thủ. Quyền pha bóng và điểm số thuộc về Bình Gia 3-7. Bóng chạm tay của Bắc Sơn trước khi ra ngoài. Điểm cho Bình Gia 4-7. Mời quý vị là trong buổi sáng hôm nay cũng có một số trận đấu đã diễn ra tại sân với diễn biến phải nói cũng rất kịch tính. Đáng tiếc là trận đấu của Nam. Trận đấu của Nam giữa Bắc Sơn 1 và đội và Bộ Chỉ huy Quân sự. Vậy là sáng nay thì kênh không kịp live trận đấu đó. Có điểm không? Một pha cứu bóng nỗ lực tuyệt vời. Đáng khen cho pha bóng vừa rồi của số 15 bên đội Bắc, xin lỗi là của đội Bình Gia. Quả thực nỗ lực đó đã được đền đáp sau khi đồng đội của anh đó là số 9 đã có pha dứt điểm rất hay bóng phía cuối sân. Điểm số cho Bình Gia 5-8 trong pha bóng vừa rồi. Tuyệt vời. Số 9 chạm tay ra ngoài. Đội điểm cho đội Bắc Sơn 2. Bóng đã chạm tay của Bình Gia đi ra ngoài sân. Điểm số cho Bắc Sơn 9-5. Mọi người ơi, em cũng muốn ăn. Gì đấy? Còn luôn nhiều em muốn ra cướp. À, đội Bắc Sơn 1. Đội Bắc Sơn 1. Sơn 1 đánh sáng nay rồi ạ. 6-9. Có lẽ là sáng mai sẽ đánh tiếp trận nữa. Và cũng cảm ơn lời động viên của mọi người. Ở đây à? Một pha xử lý nhẹ nhàng thôi. Số 17 của đội Bình Gia có thể nói là có chiều cao tốt nhất ở trên sân lúc này. Vừa rồi đã tận dụng được lợi thế của mình để ghi được thêm điểm số, rút ngắn khoảng cách xuống cho Bình Gia trước đối thủ là 7-9, khoảng cách còn 2 điểm. Chúng ta chờ đợi quyết định của trọng tài trong pha bóng này. Thời điểm cho đội Bắc Sơn 2 10-7. Phải cho rằng bóng đã ra ngoài. Vậy là điểm số tiếp tục nâng lên cho đội Bắc Sơn 17.
Mai thơm sáng mai là thiên nhiên. Vâng đúng rồi, mai mình sẽ tiếp tục ở tiếp hết ngày mai, còn sang trận vào vòng trong thì mình lại ở ngoài hành chính nên là không thể đi được. Thời điểm cơ đội Tỉnh Giang 8-10. Mọi người xem lại các trận đấu ở trên kênh YouTube nhé. Các trận sẽ được đăng tải lại trên kênh, sẽ lần lượt đăng tải lại với chất lượng tốt hơn. Một pha bóng bỏ chuyền rất ấn tượng của Xoài vì đội Bắc Sơn, nhưng bên này sân số 7 của Bình Gia rất tỉnh táo. Với nỗ lực đó thì Bình Gia đã giành được quyền phát bóng cùng với điểm số là 9-10. Pha bóng rất hay, pha xử lý của đội Bắc Sơn, một tình huống có thể nói là cũng rất là ấn tượng. Nhưng số 7 bên này sân Bình Gia cũng đã đề phòng, phải cho rằng bóng đã chạm tay của Bình Gia trước khi ra ngoài. Điểm cho Bắc Sơn 11-9. Rất gần, đường bóng cắm sân, cảm giác như gần trong cắm vạch 3 mét. Chúng ta cùng theo dõi cận cảnh, vâng, theo dõi hình ảnh của số 17. Chàng trai vừa ghi được điểm số ấn tượng vừa rồi cho đội Bình Giang. Cần có thêm nhiều pha bóng như vậy để dành tặng cho khán giả. Hy vọng là các vận động viên chúng ta sẽ còn có nhiều pha bóng hơn nữa. Điểm liên tiếp, điểm số thứ hai của số 17 bên đội Bình Giang. Điểm cho đội Bình Giang 11-0. Bây giờ điểm số là 11-0 rồi. Các vận động viên Bình Giang đã thi đấu hết sức nỗ lực, cuối cùng họ đã cân bằng thế trận. Quá tuyệt vời. Và chân của vận động viên bên đội Bình Gia vừa rồi đã cứu được một pha bóng phải nói là ngoài sức tưởng tượng. Điều đó đem về điểm số quý giá cho đội Bình Gia, giúp cho Bình Gia tạm thời với lên dẫn trước khoảng cách 1 điểm thôi, 12-11. Nhưng nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi mà các vận động viên của Bắc Sơn trong những điểm số đầu tiên của sách đấu họ luôn là người dẫn điểm. Và bây giờ Bình Gia đã lấy lại được thế trận của mình. 25.000 một lạng, 5 lạng. Đéo ra bỏ ra, bỏ ra xong nó chụp. Khán giả có thể nói là rất đông. Ngồi trên phía khán đài cùng với khán đài bên trái này chúng ta cũng không thể đếm được. Lượt khán giả cũng có thể nói là đếm theo hàng nghìn. Trận đấu tiếp tục. Bóng có cảm giác như chạm tay của Bình Gia rồi. Và quả thực là như vậy, trọng tài đã xác định điểm số thuộc về Bắc Sơn. Quên đừng đá vào chân máy của chú. Bóng bật tay trắng ra ngoài. Điểm cơ đội Bình Gia 13-12. Bình Gia dẫn trước 13-12. Vâng, đây là chủ công số 17 của đội Bình Gia. Vâng, rất đáng tiếc, pha bóng này thì số 17 phát bóng không thành công. Điểm số 13-0 cho Bắc Sơn 2. Đây mới chỉ là những trận đấu vòng bảng thôi, nhưng khán giả đã đến cổ vũ rất đông rồi. Điều đó cho thấy ở đây các vận động viên được sự quan tâm rất nhiều của khán giả. Và nhân dân nơi đây yêu mến môn bóng chuyền. 14-13. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Pisa dẫn điểm 14-13. Bóng từ số 9 đội Bắc Sơn 2. Điểm trên sân là 14 đều. Và một pha bóng tốt của số 9. Từ điểm tôi là Bình Phong. Bắc Sơn tiếp tục vươn lên dẫn điểm. Đội tấm theo bài điểm cho đội Bình Giang 16-14, khoảng cách 2 điểm cho đội Bình Giang. Pha bỏ nhỏ khéo của số 15 Bình Gia. Điểm số là 17-15. Điều điểm cho đội Bắc Sơn 16-17. Bóng chạm tay Bắc Sơn trước khi ra ngoài. Bóng chạm tay ra ngoài. Điểm số 18-16 cho Bình Gia. Đang là diễn biến xếp thứ hai. Và Bình Gia đang tạm dẫn trước ở sách đấu đầu tiên rồi. Được cú bóng tốt của số 7 Bình Gia. Và bóng cú bóng bằng chân của đội Bắc Sơn 2, bóng đi ra ngoài. Điểm cho Bình Gia 19-16. Một lọt chắn của Bình Gia sau khi Bắc Sơn đập bóng. Điểm số 17-19. Quả bóng như vậy thì đối thủ thực sự là khó có mà có cơ hội kịp trở tay. Bóng không qua lưới. Thêm một điểm số nữa cho Bình Gia. Bây giờ điểm là 21-17, cách biệt 4 điểm. Bình Gia đang tiến đến những điểm số cuối cùng. Sách đấu thứ nhất họ đã giành chiến thắng rồi. Và một cơ hội thuận lợi cho họ giành chiến thắng tiếp theo ở sách đấu thứ hai. Đội chuyển rất đẹp. Rất đáng tiếc. Điểm cho đội Bình Gia. Số 8 của đội Bắc Sơn trong pha bóng vừa rồi đã không tận dụng được cơ hội. Bởi vì bên này sân các vận động viên Bình Gia đã rất kịp thời bám chắn. Điểm số 22-17. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, nỗ lực của số 8 với đội Bắc Sơn Hải. Thì đó đem về quyền phát bóng cùng với điểm số 18-22 cho đội Bắc Sơn. Quả bóng không qua lưới, đó là lỗi của đội Bắc Sơn. Điểm cho Bình Gia 23-18. Thổi còi rồi, có lẽ là lỗi hai chạm. Điểm thuộc về đội Bắc Sơn 2, 19-23. Trận bóng thuộc về lưới, về điểm cho đội Bình Gia 24-19. Điểm số cho Bình Gia 24-19. Gọi là trận đấu có thể nói là đã nằm chắc trong tay của đội Bình Gia. Vâng, thưa quý vị, là điểm số cho đội Bắc Sơn 2, điểm số 20-24. Một pha xử lý bóng cũng có ý đồ, nhưng tiếc là tình huống thực hiện đã không thành công của đội Bình Gia. Cú bóng bằng chân rất tốt. Sơn đập bóng không hề chạm chắn của Bình Gia. Như vậy là Bình Gia có điểm số 25 ở set đấu thứ hai. Kết thúc hiệp đấu thứ hai, Bình Gia tạm dẫn 2-0 và họ giành chiến thắng ở set đấu thứ hai với điểm số là 25-20. Hai đội buộc phải bước vào set đấu thứ ba. Đây có thể nói cũng là một set quyết đấu dành cho đội Bắc Sơn. Nếu như họ để thua thì không có cơ hội đi tiếp, không có cơ hội đánh tiếp set thứ tư, set đấu bản lề của trận đấu này. Bình Gia nếu như tận dụng tiếp được lợi thế của mình thì điều đó sẽ khiến cho họ đỡ bị ảnh hưởng, suy giảm thể lực. 2-0 là một tỷ số có thể nói là rất thuận lợi rồi. Còn hai cơ hội nữa cho đội Bình Gia để giành chiến thắng chung cuộc. Dạ, em không biết là nắm bạn nào để biết. Ba đội thì phải có một, sẽ có một đội phải thua hai trận đấy. Giống mẹ con luôn. Vẫn có cơ hội phòng thắng hơi rồi. Vâng. Mai đánh cẩn thận nát là không được, cầm ra nó thành ra nó đánh hay đâu, vẫn vậy phải thắng nó thì duy nhất được. Mình ra nó thôi, mình lấy gì thôi ạ. Ui thôi, phải đánh khiêm tốn một tí, không khiêm tốn chứ. Bây giờ mình bảo đấy nhất bên đấy người ta lại thua rồi đấy. Đúng rồi đấy, sao mày. Và thưa toàn thể quý vị và các bạn là hai đội sẽ tạm nghỉ giải lao trong ít phút thôi. Set đấu thứ ba sẽ quay trở lại. Sẽ cố gắng hết sức có thể. Và set đấu thứ ba này là một set đấu quan trọng. Nếu mà cắt được cái cầu của Thảo ấy là được. Có thể nói là quan trọng hơn đối với Bắc Sơn. Bên kia nó chỉ yếu của Thảo thôi. Còn đội Bình Gia thì nếu như họ để thua thì họ vẫn còn có cơ hội ở hai đấu tiếp theo, hai set đấu tiếp theo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kiểm tỷ số, sau khi set đấu thứ hai kết thúc vừa rồi, Bình Gia giành chiến thắng. Thì bây giờ Bình Gia đang tạm dẫn trước tỷ số là 2-0. Hai đội sẽ chuẩn bị bước vào diễn biến của set đấu thứ ba. Bóng hôm nay đánh là đúng không? Bắt đầu trận đấu thứ ba. Hôm nay có Phương A về chạy đội như nào của Nga sẽ đánh cái bài. Đây. Vâng đúng rồi. Vẫn phải đánh 5 set bạn ạ. Vâng, như vậy là chúng ta đã quay trở lại với diễn biến set đấu thứ ba. Cuộc đối đầu giữa huyện Bình Gia và đội Bắc Sơn 2. Kết thúc hai set đấu đầu tiên, Bình Gia đang tạm dẫn trước tỷ số là 2-0. Lúc này đang là diễn biến của set đấu thứ ba. Trận đấu đã bắt đầu và Bắc Sơn tạm dẫn trước một điểm. Điểm số 1-0. Bóng đã lọt chắn của đội Bắc Sơn sau tình huống đập bóng vừa rồi của vận động viên số 17 được đội Bình Gia. Điểm số là 1-1. Khán giả đang đến cổ vũ phải nói là rất đông. Được khán giả đến cổ vũ cho trận đấu này phải được tính theo luật là phải tính 1000 người. Ước tính trên 1000 người. Theo mình thì có lẽ sẽ vào khoảng 1500. Bóng không thể lọt chắn Bình Gia trong pha bóng vừa rồi. Điểm nâng lên cho Bình Gia 3-1. Trước khi đến với trận đấu này thì đầu giờ chiều ban tổ chức cũng đã tổ chức bố trí buổi lễ khai mạc diễn ra trang trọng tại sân vận động của huyện Bắc Sơn. Pha bóng đập bóng không thực sự tốt của số 8 bên đội Bắc Sơn. Điểm số nâng lên cho Bình Gia 4-1. Bình Gia phát bóng ra ngoài. Điểm cho Bắc Sơn 2. Điểm số 2-4. Bóng đã lọt chắn của đội Bắc Sơn. Điểm số 5-2 cho Bình Gia. Bóng rất thuận lợi. Bóng chạm tay của Bình Gia trước khi ra ngoài. Điểm số và quyền phát bóng cho Bắc Sơn 3-5. Rất cố gắng. Đó là pha bóng của số 1 đội Bắc Sơn. Đó là số 7. 6, 3. Điểm số cho Bình Gia sau pha bóng vừa rồi. Điểm là 6-3. Và xử lý bóng tinh tế của vận động viên đội Bình Gia. 7-3. Điểm
số 73 rồi. Đội Bắc Sơn, Bắc Sơn đã phải xin đổi ý thứ nhất ở hiệp đấu thứ ba. Thưa quý vị, là đây chỉ là một lượng khán giả rất nhỏ thôi ngồi ở bên phần sân của khán đài, còn lại xung quanh sân và cùng chiều với máy quay và phía sau thì còn rất đông khán giả nữa. Hai đội đã trở lại sân rồi. Mình ra sẽ là đội phát bóng và điểm số là 73. Đề nghị trọng tài viên trở về vị trí làm việc. Đúng đập bóng của số 8 bên Bắc Sơn 2. Điểm là 47. Đập bóng tốt. Đội điểm cho đội Bình Giang 8-4. Bóng trong sân. Và bóng này thì có thể nói là một tư thế đứng bóng với một tư thế không thực sự thuận lợi, nhưng số 8 của Bắc Sơn đã tận dụng tốt cơ hội, nâng điểm số lên cho đội nhà là 5-8. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là lúc này ở tại sân vận động huyện Bắc Sơn cũng đang diễn ra trận bóng tốt của đội Minh Giang, điểm số là 9-5. Quả bóng quá khó, các vận động viên Bắc Sơn không thể theo kịp. Vâng, thưa quý vị, là tại sân vận động huyện Bắc Sơn từ ngày 22 đến 28 tháng 9 sẽ diễn ra hội chợ thương mại. Hôm nay thì khán giả đến xem giải đấu này có cơ hội để tham quan các gian hàng và mua những sản vật yêu thích ở nơi đây. Thì hôm nay có thể nói là đập bóng không thực sự tốt của số 8 đội Bắc Sơn.
hạn chế của vận động viên số 8 đội Bắc Sơn có thể nói là đó là chiều cao, thua với đội hình đối thủ. Nhưng cũng có thể thấy rằng trong cả trận đấu diễn ra, số 8 cũng đã thể hiện hết mình và cũng có rất nhiều những pha bóng để lại ấn tượng cho khán giả. Và xử lý kéo léo, chúng ta vừa nói đến số 8. Vâng, pha bóng này thì không cần phải mất sức, nhưng số 8 của Bắc Sơn đã đem về cho đội nhà điểm số thứ 6 và điểm trên sân là 61. Vẫn còn. Không có gì. Bóng rơi đúng khu vực giữa sân. 12-6. Các vận động viên của Bắc Sơn đã nhìn nhau. Thực sự đó là một bóng mà các chàng trai áo đỏ rất đáng tiếc, bởi vì các vận động viên đều hoàn toàn có cơ hội cứu được chai bóng vừa rồi, nhưng bóng lại rơi tự do và điểm số lại cho Bình Giang. Và cuối cùng Bắc Sơn cũng đã giành lại được quyền phát bóng. Bóng ra ngoài. Điểm cho đội Bắc Sơn 7-12. Điểm số bây giờ là 7-12. Bóng rơi bên phần sân của Bắc Sơn. Không phân nhảy. Bóng trong sân. Điểm cho đội Bình Gia. Điểm số Bình Gia 13-7. Và bóng quá, có thể nói là thiếu chính xác. Thì cũng được bóng của 6 bên đội Bắc Sơn để bóng đi ra ngoài. Vận động viên số 9. Điểm số cho Bình Gia 17, xin nghĩa là 14-7. Các vận động viên của Bình Gia đã vướng vào nhau trong pha xử lý vừa rồi. 8-14. Quyền phát bóng và điểm số cho Bắc Sơn 2. Điểm 84. Và pha bóng vừa rồi rất khó chịu của số 9 đội Bình Gia. Điểm số cho Bình Gia 15-8. Phạm Ngọc Anh bây giờ mới thấy Bắc quay bóng ra. Vâng đúng rồi. Bóng ra thì thi thoảng mình vẫn đi, nhưng mà thường thì đi bóng hơi nhiều. Quả bóng ấn tượng của số 9 đội Bắc Sơn. Điểm cho đội Bắc Sơn 2. Điểm cho Bắc Sơn 2. 9-15. Cách biệt vẫn còn 6 điểm. Và đào tranh tiền ở trên lưới, bóng rơi ở bên phần sân của Bắc Sơn. Điểm số cho Bình Gia là 16-9. Cách biệt lại được nâng lên 7 điểm cho đội Bắc Sơn. Khó khăn cho Bắc Sơn ở set đấu này rồi. Họ đang để đối thủ dẫn trước ở hai set đấu thứ nhất. Đây là set đấu bản lề, nếu như họ thắng được thì mới có cơ hội thi đấu tiếp. Còn nếu như để thua thì đương nhiên kết quả chung sẽ thuộc về đội Bình Giang. Hai 25-89 Đông Anh Hà Nội có giải. Vâng, 25-89 Đông Anh có giải, nhưng mà mình cũng chưa biết được là có đi được không, tại vì vào thời điểm đó thì có rất nhiều việc. Theo kế hoạch thì bây giờ đang có một số việc vào trong dịp đó, nhưng không biết là nó sẽ rơi vào ngày nào dương lịch. Hy vọng là vào dịp đó mình có
điều kiện và sắp xếp được thời gian thì sẽ đến được với các giải đấu, dù có diễn ra ở đâu nữa, các tỉnh khu vực phía Bắc thì mình sẽ cố gắng. Quả bóng tốt của Bắc Sơn 2 đứng bóng ra ngoài, đi ra phòng thủ bóng ngoài sân. Đội điểm cho đội Bắc Sơn 2 11-18. Số 7 của Bắc Sơn đã phải xử lý hay một tình huống chỉ cần một chạm thôi. Điểm cho Bắc Sơn là 12-18. Bóng đã lọt chắn của đội Bắc Sơn. Phải xử lý ở bên kia sân là của số 17 đội Bình Gia. Và điểm số là 19-13. 19-12. Số 14 của Bắc Sơn vừa rồi đã phối hợp tốt với đồng đội, tình huống đập bóng vừa rồi mặc dù đã chạm hai tay của đối thủ nhưng cũng không thể trở vào trong cuộc. Điểm số là 16-22. Và xin lỗi quý vị là vừa rồi thì máy camera bị hết pin, bộ mọi người đã phải theo dõi tạm bằng hình ảnh của camera máy điện thoại. Bây giờ thì cũng đã chuyển lại được bằng cái 16 đã lắp pin cho camera rồi. Điểm số là 23-18. Bây giờ Bình Gia đang tạm dẫn trước ở set đấu thứ 3. Và hai set đấu đầu tiên thì Bình Gia đã là đội giành chiến thắng. Bây giờ cơ hội cũng có thể nói là đang đến rất gần đối với đội Bình Gia. Họ có cơ hội để giành chiến thắng 3-0. Đã lọt chắn của đội Bắc Sơn 2. Vậy là điểm số 24-16. Vâng, điểm số là 24-16 chứ không phải là 24-18. Bình Gia có cơ hội giành chiến thắng 3-0. Điểm chạm lúc này có thể nói là Bình Gia chỉ cần ghi một điểm số nữa thôi, họ sẽ giành chiến thắng chung cuộc và còn rất nhiều cơ hội. Chúng ta đi ra bên ngoài, không đứng vào khu vực sân thi đấu. Hết. Chiều bóng vừa rồi Bắc Sơn 2 đội bóng ngoài sân. Như vậy là điểm số ở set đấu này, điểm thứ 25 vẫn dành cho đội Bình Gia. Và kết quả chung cuộc, Bình Gia giành chiến thắng 3-0, chiến thắng thuyết phục. Sau đây thì chúng ta sẽ chuyển góc máy quay sang sân của đội nữ. Ta sẽ theo dõi nội dung nữ thi đấu. Vâng, quý vị và các bạn hãy giúp kênh chia sẻ trong thời gian chờ đợi ạ. Đội nữ sẽ thi đấu ngay bây giờ. Mọi người sẽ gặp lại trận đấu tiếp theo trong ít phút nữa.